Ông Hyun Kyung, gia đình là số 1, bị bạn trai chơi bẩn, làm dâu khổ nhục trong hào môn và cái kết. Mỹ nhân gia đình là số 1 phần 2, ông Hyun Kyung hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc bên con gái. Bên cạnh đó, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian và sự nghiệp thành công vang dội. Để có được những điều tốt đẹp như hiện tại, ông Hyun Kyung cũng đã phải trải qua một hành trình dài với nhiều đau thương, nước mắt. Nàng hậu không tuổi giữ gìn sắc vóc vì áp lực từ công chúng. Ông Hyun Kyung sinh năm 1970, có tên khai sinh là Oh Sang-ji. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác kể từ khi giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Chính trong cuộc thi này, ông Hyun Kyung đã đánh bại một đối thủ rất mạnh là Go Hyun Jung, nữ minh tinh nổi tiếng khắp châu Á với siêu phẩm Nữ hoàng Seon Deok. Ngày đó, mỹ nhân họ Âu đã chinh phục ban giám khảo nhờ nhan sắc sáng rỡ, thần thái tự tin trên sân khấu. Sau hơn 30 năm, ông Hyun Kyung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong thái cuốn hút, trở thành một trong những mỹ nhân không tuổi của K-pop. Trong các hình ảnh nữ diễn viên chụp cùng cô con gái chưa đầy 18 tuổi, nhiều khán giả nhận xét hai người họ trông giống như hai chị em. Kể từ khi đăng quang đến nay, ông Hyun Kyung luôn quản lý cơ thể một cách nghiêm ngặt. Nữ diễn viên vẫn luôn tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý và chăm chỉ tập thể dục. Trong chương trình D2X của đài SBS hồi năm 2016, mỹ nhân sinh năm 1970 tiết lộ áp lực từ công chúng là một trong những nguyên nhân khiến cô đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn sắc vóc. Tôi đăng quang gần được 30 năm rồi, giờ đây tôi cũng sắp bước sang tuổi 50, nhưng công chúng vẫn luôn mong đợi tôi không thay đổi so với hồi mới đăng quang. Thậm chí mỗi khi đi bộ, tôi tưởng tượng có ai đó đang theo dõi mình. Mất trắng sự nghiệp chỉ sau một đêm vì bị bạn trai chơi bẩn. Vào thời điểm Oh Hyun Kyung đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc, cuộc thi này vẫn rất được xem trọng tại xứ sở Kim Chi. Nhờ danh hiệu Hoa hậu, người đẹp sinh năm 1970 thuận lợi gia nhập làng giải trí. Oh Hyun Kyung được các nhà sản xuất săn đón, có năm cô tham gia tới 4 bộ phim. Trong thập niên 90, nữ diễn viên nhanh chóng leo lên hàng sao hạng A tại K-pop. Sóng gió bất ngờ ập đến với Oh Hyun Kyung vào năm 1998, khi một đoạn video nhạy cảm dài 28 phút quay lại cảnh cô và bạn trai cũ quan hệ bị phát tán trên mạng. Hình ảnh ngọc nữ của nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ trong mắt công chúng chỉ sau một đêm. Vào thời điểm đó, ông Hyun Kyung đã yêu cầu cảnh sát điều tra bạn trai cũ. Nữ diễn viên cho biết mình từng bị một người lạ tống tiền vào năm 1997. Trong điện thoại, người này nói rằng có trong tay đoạn video nhạy cảm của cô và dùng nó để tống tiền. Theo kết quả điều tra, quả thật ông Hyun Kyung đã bị quay lén và chính bạn trai cũ của nữ diễn viên là người đã phát tán đoạn video nhạy cảm. Rõ ràng cựu hoa hậu Hàn năm 1989 là người bị hại, nhưng cô vẫn phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía công chúng. Thậm chí vào năm 1999, trên mạng còn rộ lên tin đồn nữ diễn viên tìm cách quyên sinh. Rất may, những tin đồn như vậy đã không trở thành sự thật. Trên thực tế, vẫn có người bên vực Oh Hyun Kyung, nhưng dường như lực lượng này quá ít ỏi so với số lượng khán giả quay lưng với nữ diễn viên. Chuyên gia tâm lý học nổi tiếng lúc bấy giờ, Lee Nami, đã công khai ủng hộ Oh Hyun Kyung. Cô ấy chẳng có lý do gì phải xấu hổ vì đoạn clip đó, nhưng kẻ mua bán xem đoạn clip mới nên tự cảm thấy xấu hổ mới đúng. Scandal clip nhạy cảm đã khiến nữ diễn viên phải rời bỏ làng giải trí trong 10 năm, bị tẩy chay dữ dội. Oh Hyun Kyung phải sang Mỹ ở ẩn suốt 3 năm. Hồi đầu những năm 2000, cô từng muốn quay lại làng giải trí nhưng đã nhanh chóng từ bỏ ý định do vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng. Nỗi ám ảnh về bê bối khi xưa đeo bám hoa hậu xứ Hàn suốt nhiều năm cho đến khi cô làm mẹ. Tim tôi như chết lặng khi thoáng nghĩ đến cảnh con mình biết đọc và thấy những bài báo mạng viết về quá khứ của mẹ, ngồi sau màn ảnh tâm sự. Năm 2007, trên Đông A, nữ diễn viên trải lòng về bê bối năm xưa. Điều đó thực sự khó khăn đối với tôi khi đang ở những năm tháng của độ tuổi 20. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống như một người phụ nữ nữa. Thật không dễ dàng để sống như một người phụ nữ bình thường. Tôi từng nghĩ mình đã bị cả thế giới bỏ rơi. Khổ nhục vì làm dâu nhà hào môn. Trong những năm tháng đen tối của cuộc đời, ông Hyun Kyung bất ngờ gặp được vị đại gia Hong Seung-pyo vào năm 2002. Hong Seung-pyo là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính ở xứ sở cờ hoa trong vòng 18 năm trước khi trở về quê nhà. Vào thời điểm gặp gỡ Hong Hyun Kyung, ông là chủ tịch của ba công ty gồm Kemosa, Keros Capital Asia và Commercial Capital and Lease. Những công ty này hoạt động trong các lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn kinh doanh. Vị chủ tịch họ Hong có ấn tượng sâu đậm với Hong Hyun Kyung ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng bỏ qua quá khứ của nữ diễn viên. Ông còn dành cho mỹ nhân sinh năm 1970 những lời tỏ tình lãng mạn. Hôn nhân là khi hai người vẫn còn thiếu sót gặp gỡ nhau, tạo thành một gia đình hạnh phúc. Tôi cầu hôn ông Hyun Kyung là bởi tôi tin tưởng rằng mình đã gặp được chân ái và sẽ hạnh phúc nếu phần đời còn lại sống bên cô ấy. Đáp lại, nữ diễn viên bày tỏ rằng chính tình yêu và sự chân thành của Hong Seung-pyo đã làm lay động mình, khiến cô quyết định kết hôn với vị đại gia này. Tình yêu của cặp đôi được nhiều người ca ngợi. Trong thời gian còn ở bên nhau, ông Hyun Kyung luôn trân trọng cuộc hôn nhân mà mình có được sau những tháng ngày giông bão. Nữ diễn viên thậm chí còn hạn chế ra khỏi nhà chỉ vì sợ chồng mình lo nghĩ. Tưởng chừng cô đã có một cái kết viên mãn thì sóng gió lại ập đến.
Khi ông Hyun Kyung đang chuẩn bị chờ đón buổi tiệc sinh nhật mừng một tuổi của con gái, chồng cô bất ngờ bị bắt giam vì tội tham ô. Được biết, chồng đại gia của nữ diễn viên đã biển thủ 4 tỷ won, tương đương 77 tỷ đồng. Càng đau xót hơn, khi cựu hoa hậu phát hiện sự thật, Hong Seo-pyo đã lén lút dùng tên cô để thực hiện các giao dịch chứng khoán và dùng cả nhà của cha mẹ cô để vay thế chấp. Ông Hyun Kyung còn phát hiện ra rằng người chồng mà cô vẫn luôn tôn trọng đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 người con từ trước đó. Bị chồng qua mặt hết lần này đến lần khác, ông Hyun Kyung quyết định ly hôn vì đại gia họ Hong là mẹ đơn thân. Trong cuộc phỏng vấn không lâu sau đó, nữ diễn viên phim Pháo Hoa xác nhận đã ly dị chồng và nói rằng đó là quyết định tốt hơn cho cả hai. Người đẹp từng thừa nhận trong nước mắt: "Tôi chỉ mới biết rằng mình là người vợ thứ 3 của anh ấy. Anh ấy đã trải qua 2 đời vợ và có 2 con riêng. Tôi quyết định ly hôn vì điều này." Sau, nữ xinh đẹp nói thêm: "Dù tôi cũng rất muốn duy trì cuộc hôn nhân của mình, nhưng chuyện đó thực sự quá khó khăn bởi niềm tin trong tôi đã vụn vỡ." Cái kết bất ngờ sau nhiều sóng gió. Trải qua tấn bi kịch của cuộc đời, có những lúc ông Hyun Kyung tưởng chừng như gục ngã. Tuy nhiên, chính sự ủng hộ, động viên từ gia đình, người hâm mộ đã giúp người đẹp đứng dậy. Đặc biệt, cô con gái bảo bối chính là nguồn cổ vũ lớn nhất đối với ông Hyun Kyung. Cô bé Hong Jae-ryung rất thích tìm những hình ảnh của mẹ trên mạng và hôn màn hình. Cô dần dần có cách nhìn tích cực hơn đối với cuộc sống. Đối với những chuyện không vui trong quá khứ, nữ diễn viên chọn cách buông bỏ. "Tôi từng nghĩ sự cố ảnh nóng đã cướp đi mọi thứ của tôi. Thời gian sau đó, tôi còn phải trải qua một ca phẫu thuật hàm. Với cương vị là một người phụ nữ, tôi từng cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Tuy nhiên giờ đây, tôi không còn cảm thấy mình là người bị hại nữa. Cứ xem như cuộc đời có chút bất công với tôi đi. Giờ thì tôi chỉ hy vọng mọi chuyện về sau này sẽ tốt đẹp hơn thôi." Nhờ sự giúp đỡ của một số vị đạo diễn, ông Hyun Kyung đã tái xuất làng giải trí sau 10 năm vắng bóng. Tác phẩm First World Club 2007 đánh dấu sự trở lại của cô đã thành công vang dội, rating trung bình khoảng 25% và mang lại hàng loạt giải thưởng danh giá cho nữ diễn viên. Thắng lợi của World First Club cho thấy công chúng Hàn Quốc đang dang rộng vòng tay đón nhận nữ diễn viên thêm một lần nữa. Thừa thắng xông lên, ông Hyun Kyung tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm, trong đó không thể không nhắc tới bộ phim gây bão một thời như Gia đình là số 1 phần 2, One Family. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1970 đang tận hưởng một cuộc sống có thể được xem là viên mãn. Cô có sự nghiệp thành công và cô con gái ngoan ngoãn. Từ nhỏ, cô bé đã đến phim trường cùng với ông Hyun Kyung nhiều lần và cảm nhận được sự vất vả, khó nhọc trong công việc của mẹ mình. Cô bé rất hiểu chuyện, đã sớm hiểu được lý do mẹ mình thường xuyên phải đi sớm, về trễ. Ông Hyun Kyung luôn tự hào về Jae-ryung và vẫn thường nghĩ về cô bé mỗi khi mỏi mệt. Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc tươi tắn, trẻ đẹp cùng thân hình mảnh mai, quyến rũ dù đã bước sang tuổi ngũ tuần. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1970 tiết lộ là người của công chúng, cô rất chú trọng đến phần vấn đề nhan sắc và ngoại hình. Để luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và hoàn hảo nhất, ba mẹ một con phải tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Nữ minh tinh chia sẻ trên Instagram rằng, thời gian gần đây, cô bắt đầu tập lại ballet và gyrotonic sau thời gian bỏ giữa chừng vì bị tổn thương cơ đùi. Cựu nữ hoàng sắc đẹp cho biết, cô không thể lơ là việc tập luyện dù xương khớp yếu và cuộc sống gặp chút vấn đề. Trải qua nhiều sóng gió, ông Hyun Kyung chia sẻ rằng, cô trân trọng cuộc sống hiện tại, học được cách yêu thương chính mình, thoát khỏi những mối quan hệ khiến bản thân đau khổ. Bước qua tuổi xế chiều, minh tinh phim Người vợ dũng cảm cũng không còn mặt mà với tình yêu. Cô thừa nhận bản thân đang say mê với công việc bận rộn của mình và muốn dành thời gian nhiều hơn cho con gái, gia đình cùng bạn bè nhiều hơn.